Tới rồi, à, mời hai vị dùng, à, mời khách quan. Ơ à. Ê, sao mà khó ăn dữ vậy? Ê, cứ ăn đại đi. Ê, khách quan, à, mời bên này. Hai vị muốn dùng món gì? Ê, các người cứ chọn đi. Hôm nay ta có hứng ăn, tâm tình thoải mái. Chỗ này ta trả cho. Đa tạ ý tốt của cô nương. Tiền rượu thịt của huynh đệ ta chúng ta tự trả được rồi. Chỉ sợ là không được thôi. Các ngươi theo ta suốt chặng đường, nếu ta là Bạch Hải Tâm công chúa mà không mời được rượu thịt thì đúng là không có tình nghĩa. Người nào không biết còn tưởng Bạch Hải Tâm công chúa ta tới binh tôm tướng cua mà cũng không nuôi nổi. Nếu như truyền ra ngoài thì mặt mũi của ta sẽ không còn nữa. Tâm công chúa, cô đã biết thân phận chúng tôi, xin theo chúng tôi về Bạch Hải đi. Bổn công chúa chơi còn chưa đủ mà, còn các ngươi nữa. Sau này nếu muốn giả làm người phàm thì hãy che lại mùi nước biển trên người các ngươi cho thật kỹ rồi nói chuyện với ta. Đã tội công chúa rồi. Ra bổn công chúa lợi hại như vậy. Sớm biết như vậy thì ta đã không lén từ Bạch Hải trốn ra ngoài rồi. Ta cứ quang minh chính đại mà đánh ra ngoài thôi, cũng không có ai ngăn được ta. Bổn công chúa không đi theo được rồi. Thật không ngờ mới ở cùng Lan Quân có mấy năm mà công lực ta đã tiến bộ nhiều như vậy. Đúng là gần đèn thì sáng. Gả cho chiến thần phu quân đúng là lợi ích gấp đôi. Đi, chúng ta đi kiếm chút gì ăn đi. Phải rồi. Hay là đó còn nhân viên đi. Nghe nói linh lắm đó. Miếu Nguyệt Lão. Chỗ này nè. Hương khói nhiều như vậy. Đi xem thử. Đâu đi. Dạ xin mời, xin mời. Chà. Dạ mời bên này. Nhìn nè. Dạ được. À được rồi. Cầu nguyện đi. Được rồi. Chỗ này nè, đúng rồi. Mùi thích không? Mùi cũng tới rồi. Nhìn mùi kìa. Ta chờ mùi nãy giờ đó. Bên đây, bên đây. Ủa, đẹp quá. Đà tạ Nguyệt Lão. Đà tạ Nguyệt Lão. Xin người cầu hộ. Đà tạ Nguyệt Lão. Nên nhảy vào trong. Tướng công, thiếp đỡ chàng. Tướng công cẩn thận chút. Rồi. Tướng công. Cảm ơn Nguyệt, Nguyệt Lão đã ban cho tụi con mối nhân duyên này. Sai rồi. Đà tạ sai hết Lão. Rồi. Các ngươi như vậy vốn không xứng đôi. Nè các ngươi mau đứng lên đi, đừng bái lại nữa. Tướng công, mặc kệ cô ta. Nè nhìn cô ấy đi, cô ấy mới là nương tử của ngươi. Hai người mới là một đôi. Các ngươi đừng bái lại nữa mà. Nguyệt Lão chính là một kẻ lừa đảo. Ông ta chỉ biết chia rẽ nhân duyên. Các ngươi đừng bái lại nữa. Đà tạ Nguyệt Lão. Đà tạ Nguyệt Lão. Đà tạ Nguyệt Lão. Nguyệt Lão chết tiệt. Chuyện gì cái gậy lừa đảo kết nối quyền ư? Ta quỷ miếu Nguyệt Lão của ông nè. Phạm vào chuyện của buổi tu. Trời ơi, bạn rồi, chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Tâm công chúa, Nguyệt Lão ta không thù oán với cô, sao cô lại quỷ miếu Nguyệt Lão? Lão già thối, kẻ lừa đảo. Ta thích quỷ thì quỷ. Cô còn làm bậy, lão hủ ta sẽ không nể mặt của Bạch Hải Dương đâu. Ai cần ông nể mặt chứ? Thank you.
Diều Thốn Tâm, cô hãy chờ đó. Nè, bổn công chúa lúc nào cũng chờ ngươi. Thốn Tâm. Dương Nham đâu? Tìm tiếp đi. Được. Thế gian này bổn công chúa cho cũng chán rồi. Bổn công chúa thấy nhớ nhà. Bây giờ ta quay về, ta sẽ tự trở về. Ta cho ngươi biết, ta phải về tu luyện đàng hoàng. Nếu không về quán giang khẩu, sao giúp đỡ được phu quân? Nhị Hải Thần, tuy huynh là đệ nhất hành giả đạo thiên đình, không ai địch lại, nhưng người bên cạnh của huynh thì không. Nếu làm lớn chuyện này, chắc huynh cũng khó thu xếp ha. Chúng ta không phải bằng hữu, cũng chưa chắc là kẻ địch. Lần này coi như ta không biết gì về việc huynh ám trợ Diêu Thốn Tâm. Không sao chứ? Sao lại đổ mồ hôi nhiều chuyện vậy? Chuyện nhỏ, ta chịu được. Đương nhiên chịu được rồi. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Tốt lắm, cửa thứ nhất coi như qua được rồi. Chỉ cần không ngừng lặp lại quá trình này, giải phóng linh lực là xây dựng thông đạo. Thành công xây dựng thông đạo là coi như qua được ải này. Nhưng phải mất rất nhiều thời gian, cho nên ngươi buộc phải kiên trì. Gần được rồi đó, phải nỗ lực nhiều hơn. Mau há miệng ra đi. Ta nói người há miệng ra, người có nghe thấy không? Cái này là đang dược duy trì thể lực, giúp người không bị mất nước. Bạn Thạch, sao rồi hả? Dương Lam tỷ, còn bao lâu nữa thì mới xong? Chắc là đêm nay thì có thể xong rồi. Nhanh hơn dự tính đó. Đây là lần đầu ta thấy linh lực được hấp thụ nhanh như vậy. Lần đầu tiên hả? Nhanh hơn ca ca Dương Nham luôn sao? Một chút nữa có thể xảy ra chuyện, cho nên cách xa một chút, đừng làm gì hết. Có chuyện? Xảy ra chuyện gì? Nói trước với ta có được không? Sao hả? Muốn ăn thêm khoác linh đan à? Thì cũng biết rồi hả? Lần trước lúc ở tàng kinh cát, cô vì cứu thạch đầu, ăn khoác linh đan để tăng tu vi. Khoác linh đan là linh dân tử cho cô chứ gì. Dám cho cô thứ đồ vật này, đúng là đáng đánh. Cô có biết đây là cấm dược không? Ăn một lần tổn hại 3 năm tu vi. Cô còn trẻ như vậy, có mấy năm tu vi để tổn hại chứ. Được rồi, cô vì hắn mà làm nhiều rồi. Nếu như thật sự không có cô, đoán chừng hắn cũng khó sống sót ở đây. Nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, không làm gì hết chính là điều tốt nhất. Nè, cầm đi. Đây là linh dược mà ta đặc chế, có thể giảm bớt tổn hại của khoác linh đan. Có những lúc cô phải suy nghĩ cho bản thân mình hơn. Không tăng tu vi được, tuổi thọ sẽ không kéo dài. Sau này cô làm sao tu luyện được? Đa tạ Dương Lam tỷ. Cô có nghĩ sau này tu thành cái gì không? Ta hả? Không có gì. Từ lúc ta hiểu chuyện tới nay á, thì đã ở đây rồi.
Tất cả chuyện xảy ra đều tự nhiên như vậy. Tu hành đối với ta mà nói cũng giống y như ăn cơm và hít thở vậy á. Có những lúc bản thân ta nghĩ có lẽ sự tồn tại của ta chính là vì để tu hành á. Còn tại sao tu hành có thể tu thành cái gì thì ta chưa có nghĩ ra. Cho nên cô không biết cha mẹ mình là ai. Cha mẹ thì sư phụ trước nay chưa từng nói với ta. Ta cũng không có hỏi sư phụ luôn. Hai chữ cha mẹ này đối với ta thì có vẻ hơi xa lạ. Nhưng mà trong thế giới của ta, ta có sư phụ, sư tổ nè, sư huynh nè, sư tỷ, sư đệ, sư muội. Tới bây giờ lại thêm một người, thêm một bàn thạch. Có lẽ ta cũng giống như bàn thạch, cũng là trời sinh trời nuôi. Dương Lam tỷ, tỷ vừa mới nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Có lẽ sẽ có chuyện, có lẽ không sao, ta cũng không rõ nữa. Lại xem thử đi. Bàn thạch, ngươi nói cái gì vậy? Cỏ nành sói. Cỏ nành sói. Ngươi muốn thêm cỏ nành sói? Không được, đã cho nhiều lắm rồi. Cho thêm, cho thêm cỏ nành sói đi. Ngươi có chắc muốn cho thêm nhiều cỏ nành sói? Vậy ngươi có biết gia tăng lượng dược mạnh mẽ đột phá tu vi nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn không? Cô nói mà, dùng càng nhiều cỏ nanh sói, đột phá thực lực sẽ càng mạnh. Ta không chỉ phải phá nạp thần cảnh, ta muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ có như vậy, ta mới có năng lượng cứu sống Tước Nhi. Nên ta nhất định phải tăng lượng lớn cỏ nanh sói. Cô cho ta 5 lần cỏ nanh sói. Nếu như không đủ, ta sẽ nói với cô. Được, vậy thử 5 lần cỏ nanh sói trước, kiểm soát được mình rồi tính. Đừng cho vào, Dương Lam tỷ, đừng cho nữa, nhiều lắm rồi. Bàn thạch, đừng qua đó, linh lực sắp giải phóng, cô mà như vậy sẽ thất bại sớm thôi. Bàn thạch, quýt sao ta nói vậy? Đừng qua đó. Giờ hắn đang đột phá tu vi, trở thành nạp thần cảnh thật sự. Nạp thần cảnh. Hành giả đạo, tu hành đột phá, ta quả nhập ma rồi. Bây giờ làm sao? Làm sao đây Dương Lam tỷ? Tỷ mau nghĩ cách cứu bàn thạch đi. Đừng qua đó, nghe lời ta, tin tưởng hắn. Chạy mau, bàn thạch đột phá bao nhiêu rồi? Sao bàn thạch lại như vậy? Đó còn là bàn thạch mà tao quen biết không? Chạy mau. Thập sư thúc, người tự tiện vào cấm địa tàng kinh cát đã vi phạm môn quy, hãy mau chóng rời đi để tránh bị phạt. Bàn thạch. Hành giả đạo chính là như vậy đó. Thạch đầu bộc phát ma tính rồi, chỉ có kinh nghiệm mới giúp hắn mở ra đường đi này. Tỷ buông ta ra, ta phải tìm bàn thạch. Quay lại, cô đừng làm gì hết, chỉ có đứng đây nhìn vậy thôi. Nếu như cô không muốn làm hắn thất bại thì đừng làm gì hết, đứng từ xa mà nhìn. Đạo sĩ cực đoan hành giả đạo đều là anh hùng đơn độc, họ không cần bằng hữu. Không liên quan tới ta, thật sự không liên quan tới ta mà. Sư phụ tới đâu? Sư phụ tới rồi. Là không sao rồi. Sát khí lắm, thật làm người khác hoài niệm. Coi như là gì, lợi ích của đồng môn, ta sẽ ra tay giúp đỡ tiểu sư đệ này. Cảnh giới của ta cao hơn đệ 2 cấp. Hôm nay ta chấp đệ một tay, coi như giữa chúng ta toàn bộ được xóa bỏ. Còn dám tới?
Sư phụ, sư thúc, sư huynh. Sư huynh. Dương Lam tỷ, ta cầu xin tỷ cứu huynh ấy đi. Ta biết tỷ có cách cứu được huynh ấy mà. Yên tâm đi, không sao. Hay cho một đan đồng tử sư bá, nói là một tay, kết quả là lại dùng cả tay chân. Đan đồng tử sư bá hay giữ lời hứa, hôm nay xem như ta cũng mở mang tầm mắt rồi. Ăn nói bậy bạ, nếu không phải Lăng Vân sư đệ sớm nhờ ta, ta đã đuổi cô khỏi đạo quan lâu rồi. Vậy sao? Có phải nói bậy bạ hay không, bản thân người tự biết. Huống hồ sư phụ ta là Linh Vân tử, phía trên sư phụ còn có sư tổ. Có đuổi ta đi không, không phải do người định đoạt đâu. Cô, chẳng lẽ mới trông coi mấy ngày đã đem bắt đầu giao quan động coi thành nhà mình à? Đáng ghét, ta sẽ giết chết ngươi. Không được sư huynh. Tôi huynh với đệ làm sao nói với sư phụ đây? Ai cản ta, ta giết luôn kẻ đó. Nếu như ta ngăn cản, con cũng sẽ giết ta sao? Đệ tử không dám. Vô lễ. Có đệ tử. Đưa hai đệ tử về đi. Dạ. Hai đứa các con quy công tìm tâm điện cho ta. Những người còn lại giải tán hết đi. Muốn nói gì thì nói đi. Đệ tử sai rồi. Sai ở chỗ nào vậy? Sư phụ. Không có hỏi con. Sư phụ, tên bàn thạch đó tự giao tàng kinh các, cho nên là... Cho nên con liền muốn giết hắn hay sao? Đệ tử không dám. Không dám? Di sư đã dạy các con thế nào hả? Sư phụ, đàn đồng sư huynh cũng là bị Dương Lam kia chọc tức thôi. Nếu không phải vậy, đàn đồng sư huynh sao lại rút kiếm với tiểu sư đệ chứ? Nhà đầu kia chỉ nói có hai câu. Các con đã bị dắt mũi rồi. Đạo sĩ tu hành, tu hộ đồ rồi. Nếu ngày nào đó có người nói các con mấy câu, các con liền rút kiếm chỉ vào di sư sao? Đệ tử không dám. Không dám hả? Trước đó mấy ngày, những đạo đồng làm ầm ĩ thì đã đành. Các con là đệ tử thập nhất của ta, những thứ học được đều là do di sư ta dạy. Nhưng các con lại đi theo nồi nước đục, tự hạ giá trị, ngu muội vô tri. Sư phụ. Ta không phải sư phụ con, cũng không có loại đồ đệ như vậy. Di sư bày ra kết giới, các con không biết hay sao? Kêu các con cảnh giác dặn không sơn, các con không chịu lo. Sư đệ xảy ra chuyện thì các con tranh nhau đi dạy dỗ hắn, thậm chí rút kiếm đánh nhau nữa. Cho hỏi, lúc này có người nhân cơ hội làm hại Dạng Không Sơn thì phải thế nào đây? Tu hành học đạo, các con học được cái gì hả? Chỉ với cái tâm này, người tu tâm hay là người tu hành thì không cần tu tâm nữa sao? Sư phụ, việc này đều do con gây ra. Nếu như không phải con, sư huynh cũng không làm vậy với sư đệ. Nếu sư phụ muốn trách phạt, cứ trách phạt con đi. Con cũng là người trong quá thần cảnh rồi. Mấy năm nay tâm tính cũng không có gì thay đổi so với lúc vừa mới tới đây và lúc rời khỏi đây, giống nhau như đúc vậy. Nếu như con ngoan cố là đỡ cho con rồi, nói trắng ra là không có đầu óc. Tới sư đệ còn tốt hơn con nữa. Được rồi, vì sư không có nói nhiều, các con hãy tự suy nghĩ đi. Nếu như thật sự nghĩ không thông, hành giả đạo cũng đừng tu nữa. Hôm nay hai đứa các con quỳ ở đây một ngày, ngẫm lại lỗi lầm. Đan Đồng, từ ngày mai con đem Huyền Diệu Kinh chương 24 chép cho ta 1000 lần. Nếu như con mà không chép xong thì đừng tới gặp ta nữa. Dạ. Cái lão già này lại mắng ta. Trước đây ông ta mắng bác sư đệ. Đệ không tới mức đó chứ. Ta bị thương nhẹ thôi,
phải dùng nhiều thuốc như vậy sao? Ai nói làm cho huynh vậy? Ta làm cho tiểu sư đệ mà. Đệ làm cho hắn hả? Nè, đệ không lầm chứ? À, bây giờ người tốt là đệ rồi, người xấu là ta nè. Đệ cũng không nghĩ lại xem là ai giúp đệ xả cục tức này, ai đánh ta thành bộ dạng này. Đừng dây tới đệ, lòng đệ sớm tịnh tâm rồi. Huynh đó, vậy là đổ tội. Ta đổ tội hả? Thật không ngờ lần này đầu óc của đệ thay đổi cũng nhanh quá. Thật ra Dương Lam đó nói cũng không sai. Hôm qua ta thật sự đã thua, hắn thật sự ép ta ra tay. Ta đã dùng luôn cả chân nữa. Đúng là thạch đầu bị điên rồi, hắn không muốn sống nữa. Nếu như ta liều mạng với hắn thật, có khi nào tới Dương Nham cũng đánh lại ta không? Huynh mới biết mình thua thôi hả? Hôm qua huynh đó, tới kiếm cũng muốn dùng luôn. Ê, lời nói đó của đệ không đúng rồi. Ta đã chủ động thừa nhận rồi, đệ còn sát muối vào nữa sao? Thưa Tiến. Sư phụ, đem qua cho thập sư thúc con đi. Một ngày 3 lần, trong uống ngoài bôi. Bên trong đã viết rất rõ ràng, cứ nói là do Đăng Đồng sư bá đưa. Dạ. Nè, nếu như con dám nói thuốc này là do ta đưa, lúc về ta không giết con không được. Sư phụ, vậy con... Thôi bỏ đi, cứ nói do ta đưa. À, dạ sư phụ. Không phải nói nghĩ thông rồi sao? Cho dù muốn nối lại tình nghĩa thì chuyện đưa thuốc ta tự đem đi được, không cần để lo. Bây giờ đưa thuốc tận cửa, giống như ta phải xin lỗi hắn vậy. Da mặt ta không dày tới mức đó. Yeah!
Phong Linh. Hả? Phong Linh. Phong Linh à? Phong Linh. Phong Linh. Phong Linh. Phong Linh. Phong Linh, đừng vào đó. Thạch đâu? Bàn thạch biến mất rồi. Không thể vào trong, rất nguy hiểm. Dương Lâm, Dương Lâm. Nhà đầu này. Đến đây đi, để bản tôn xem thử biến lượng này của ngươi là thần thánh phương nào. Thạch Đông, đừng qua đó. Dương Lâm. Phong Linh. Phong Linh. Phong Linh, cô làm gì vậy? Phong Linh, cô làm gì vậy? Thạch Đông, đi theo ta. Đi mau. Thạch Đông, quay lại mau. Thạch Đông, đừng đi. Thạch Đông, quay lại mau. Thạch Đông, quay lại, quay lại. Thạch Đông, quay lại mau. Thạch Đông, quay lại mau. Thạch Đông, quay lại mau. Quay lại mau, Thạch Đông. Quay lại đi, 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 lại đi, quay lại đi, quay lại đi, quay lại đi, chứ. Thạch đâu? Không sao rồi. À, Phong Linh. Thạch đâu? Đừng buông tay. Cô đừng buông tay. Thạch đâu? Ta trụ hết nổi rồi. Các người cứ mặc kệ ta đi. Ta sẽ không buông ra đâu. À, à.
Vậy không sư tổ, ngươi lại dám phá hỏng biến lượng của ta như vậy, ngươi đáng chết. Phong Linh, Phong Linh, Phong Linh, Phong Linh, Phong Linh, Phong Linh à, Phong Linh à, Phong Linh, Phong Linh. Là các ngươi, Phong Linh à, cô cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không? Không sao thì tốt rồi. Cô đừng vào trong. Tại sao ánh mắt của Phong Linh lại giống Tước Nhi vậy? Bàn Thạch, sao Quỳnh cứ nhìn ta hoài vậy? Không có gì đâu. Linh Vân sư huynh à, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Phong Linh sao đột nhiên bị thôi miên như vậy? Có người tấn công Dạng Không Sơn sao? Sư phụ bày trận pháp ở trong Lăng Yến có liên quan tới chuyện này không? Ta không rõ nữa. Các ngươi biết bao nhiêu thì ta biết bấy nhiêu thôi. Sư phụ đột nhiên xuất hiện ở Quỷ Lỗi Cốc chắc chắn biết những chuyện mà chúng ta không biết. Ta đột nhiên xuất hiện ở Quỷ Lỗi Cốc, đó là do sự quỷ thác của sư phụ. Sư phụ kêu ta phải chăm sóc tốt cho tiểu sư đệ. Còn những chuyện khác người cũng không nói rõ. Nè, sư phụ nói tâm tính của đệ còn chưa ổn, sợ đệ xảy ra chuyện mới kêu ta trông đệ. Trời ơi, tiểu sư đệ, đệ không phải không hiểu rõ sư phụ. Người cao thâm khó lường, người làm đệ tử như chúng ta sao có thể hiểu hết được chứ. Hơn nữa, người không nói, chúng ta làm sao dám hỏi. Pháp lực đối phương rất cao thâm, cũng không biết có mục đích là gì. Có lẽ còn có lần sau nữa. Ý tỷ là họ còn đến đối phó Bàn Thạch nữa sao? Bàn Thạch, yên tâm đi, có sư phụ ở đây rồi, không sao đâu. Hả? Nào, cẩn thận đó.